Phần thời lượng còn lại của chương trình mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những tin tức thời sự nổi bật diễn ra trong tuần qua. Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020, tỉnh Lào Cai đã có nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng sự kiện trong đại này. Ngoài các hội thảo khoa học về công tác xây dựng Đảng, còn có các hoạt động tuyên dương các điển hình trong học tập và làm theo bác. Kế thừa truyền thống phát huy tinh thần đoàn kết trong công tác cán bộ, đảng bộ tỉnh lào cai quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp từ quy hoạch tạo nguồn đảm bảo về số lượng nâng cao chất lượng đặc biệt là quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở đây là yếu tố mấu chốt để đưa nghị quyết của đảng vào thực tiễn cuộc sống trong tuần qua tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do trưởng mới của virus corona gây ra đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả các phóng viên, cộng tác viên Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã liên tục cung cấp cho khán thính giả các thông tin cập nhật nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh, công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, cùng với kiểm soát chặt chẽ các đối tượng nghi nhiễm dịch, kiểm tra bệnh phẩm. Đến thời điểm này, tỉnh Lào Cai chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus nCoV. Tuy nhiên, nguy cơ dịch lây lan là rất lớn, do vậy cả hệ thống chính trị và nhân dân cần tiếp tục chủ động các phương án phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. do làm tốt công tác tuyên truyền và dự phòng nên từ tuyến cơ sở bà con đã có ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh ở huyện bắc hà khi gặp các triệu chứng như cảm sốt ho thông thường bà con vẫn cẩn thận đến trạm y tế để kiểm tra nhưng việc làm hết sức đơn giản như hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách phát tờ rơi có hình ảnh minh họa về bệnh viêm đường hô hấp cấp nhưng lại rất quan trọng với bà con là địa bàn có nhiều người dân đi làm ăn tại trung quốc nên trung tâm y tế huyện bắc hà đã đề nghị lực lượng công an quân sự xã Phối hợp với các trạm y tế kiểm soát chặt chẽ để sớm phát hiện những trường hợp nghi dịch bệnh, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết. Những nỗ lực từ tuyến cơ sở sẽ góp phần bảo vệ người dân trước nguy cơ lây lan dịch bệnh. Năm 2020, tỉnh Lào Cai được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 700 công dân nhập ngũ. Đến nay ban chỉ huy quân sự các huyện thành phố đã hoàn thành hồ sơ công dân nhập ngũ, phát lệnh nhập ngũ đến tay công dân. Nhờ làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền nên chất lượng tuyển quân ngày càng được nâng lên. Toàn tỉnh đã có 279 thanh niên viết đơn lên đường nhập ngũ. Hiện nay các cơ quan thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh theo chức năng nhiệm vụ đang tăng cường phối hợp bám sát chỉ đạo các ban chỉ huy quân sự 9 huyện thành phố thị xã, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền chuẩn bị cho buổi lễ giao nhận quân. Theo kế hoạch, đúng 7 giờ 30 phút ngày 13 tháng 2, các địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức giao nhận quân. Thời gian vừa qua, người dân và du khách phản ánh về tình trạng nước sông Hồng chảy qua địa phận thành phố Lào Cai có màu xanh lạ thường. Về vấn đề này, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết, thời gian vừa qua, sông Hồng vào mùa khô nên thường trong hơn vào mùa lũ. Ở phía thượng nguồn sông Hồng ở Trung Quốc có tới 25 nhà máy thủy điện các loại chặn phụ lưu và dòng chính sông Hồng để phát điện. Nguồn nước xả từ các nhà máy vào thời điểm hiện nay trong xanh, không có màu hồng của phù sa. Theo kết quả quan trắc của Chi cục Bảo vệ môi trường thì hàm lượng TSS, tức là cặn phù sa trong nước giảm mạnh thời gian qua nên nước trong xanh hơn. Hiện tượng này là bình thường khi hàm lượng TSS trong nước giảm